Hello mọi người nha. Không biết mẹ Cát Tiên nãy giờ làm gì trong phòng mà nãy giờ cả tiếng mấy đồng hồ luôn. Hình như đang làm cái gì, món quà gì đó. Thì vô phòng luôn rồi. Ôi, mẹ Cát Tiên đang làm gì mẹ Cát Tiên? Mẹ Cát Tiên đang đánh đá, đánh tranh đá nè. Đó hả? Tranh đá vậy hả? Thấy không hư không? Trời ơi, ngồi mấy tiếng ngộ đính được có nhiêu đó đó. Đính theo mấy cái chữ này nè. Cái chữ, mỗi chữ nó có cái màu khác nhau đó. Rảnh gỗ dữ ha. Cát Tiên giờ đi ngủ chưa ta? Cát Tiên đang chuẩn bị ngủ đẳng rồi kìa. Rồi Cát Tiên ngủ đi con. Chưa ngủ hay gì đó? Trời ôm gói à. Rồi gói kìa, gấu luôn. Mát dữ ha, trong phòng máy lạnh mát dữ ha. Nay ba Cát Tiên bệnh rồi cho nên không có nằm trong phòng với Cát Tiên không người. Ba Cát Tiên ra ngoài võng nằm ha. Ra phòng trước nằm. Dạ Cát Tiên ngủ ngồi con. Ngủ mai dậy học nha con ha. Mai ngày thứ sáu nữa là thứ sáu đó là được nghỉ rồi. Ôi chào tạm biệt mọi người đi. Tụi Cát Tiên ho em ơi. Rồi hẹn gặp lại mọi người vào sáng mai nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Mới đưa Cát Tiên đến trường mọi người ơi. Sáng nay thì trời không có lạnh mọi người. Thì chiều nay Cát Tiên học về trễ cho nên chiều nay thì ba Cát Tiên sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem ha. Tại chiều nay Cát Tiên học thêm đó mọi người. Bây giờ thì uống cà phê mọi người ơi. Mẹ Cát Tiên về rồi. Phê xong rồi đón Cát Tiên. Lâu rồi hai vợ chồng không đi đón Cát Tiên đi học về. Sáng nay Cát Tiên nói hôm nay là buổi chiều nay Cát Tiên nghỉ học và Cát Tiên về trễ 4 giờ rưỡi Cát Tiên mới về. Cho nên ngày nay rủ mẹ Cát Tiên đi đón Cát Tiên đi học về đây mọi người. Nên ba Cát Tiên khỏe rồi, sáng thì cũng đi quay video. Để đến ông bà cô chú. Nhưng mà sáng xuống dưới quay viên thắp hương mộ cổ năm. Còn có 10 ngày nữa là tới 9 ngày nữa chứ là tới sinh nhật của cậu Năm Vũ Linh rồi mọi người. Mọi người nhớ đón xem những cái video trên kênh mẹ Cát Tiên Thử Thách ha. Bây giờ mời mọi người uống cà phê. Ê, đón Cát Tiên hả ba? Đi đón Cát Tiên. Bữa Cát Tiên nói rồi, sáng Cát Tiên nói là hôm nay Cát Tiên học có ngày nữa, cuối tuần Cát Tiên nghỉ rồi. Cát Tiên muốn là mẹ đi cùng ba đón Cát Tiên. Vậy là Cát Tiên muốn mẹ đi với ba đi đón Cát Tiên phải không? Đúng rồi. Giờ là Tiên cũng thức gà đó, giờ 4 giờ rồi đó. Lâu rồi đúng không? Đúng rồi. Tuần lễ rồi đón Cát Tiên đúng không? Không khoảng tuần đâu, lâu rồi, từ rồi mẹ cũng đâu đi đón từng đâu. Nay thì biết Cát Tiên thấy mẹ Cát Tiên mừng lắm á mọi người. Vui lắm nha. Để xem coi lát coi như thế nào nha. Tại vì ở trong trường á mọi người, thầy cô không có cho quay camera nên là chút xíu nữa để ra cổng ngồi mà xe để đợi Cát Tiên ra để quay Cát Tiên một đoạn cho mọi người thấy ha. Bây giờ xin mời mọi người theo chân ba mẹ Cát Tiên đến trường đón Cát Tiên nha. Rồi đi thôi.
tới trường đón Cát Tiên rồi mọi người ơi. Giờ mẹ Cát Tiên sẽ đi vào trong tạo sự bất ngờ cho Cát Tiên. Giờ thì mẹ Cát Tiên đã vào bên trong đợi Cát Tiên rồi mọi người. Đang đứng đợi Cát Tiên. Mẹ Cát Tiên thì ở ngoài đợi hai mẹ con. Chiều nay mát mẻ mọi người. Đầu tháng 12. Rất là mát mẻ ha. Sắp Noel rồi. Thấy ngoài đường bán đồ Noel quá chừng luôn. Đi dạo một vòng ở chợ cho Cát Tiên. Cát Tiên nói là Cát Tiên muốn đi chợ. Thấy lớp Cát Tiên ra rồi, không biết mẹ Cát Tiên đâu rồi ta. Sẽ chưa thấy Cát Tiên, nhưng không thấy Cát Tiên. Đây, Cát Tiên ra là mọi người. Hello. À. Đi đứng đó đi, đứng đó đi, đứng đó đi. Đứng đó mà chạy xe ra. Cát Tiên nhìn lên trời kìa. Đám mây có hai con mắt giống như là ông trời đang nhìn xuống Cát Tiên. Thấy không? À. Thấy luôn cái miệng luôn hả? Độc lạ bình dương. Đó có hai con mắt đang dưới xuống không trời đó. Nhìn hai con mắt nó sáng ghê luôn á, nhìn cái mà chói ngò luôn á. Nhìn lên chói hai con mắt luôn á. Rồi Cát Tiên đi, Cát Tiên đi học về hôm nay Cát Tiên có gì à? Thank you.
móc máng đồ cho các tiên à, còn chứ gì bạn. Các tiên à, đi vô trong đây nè con, đừng đi ra ngoài đó. Cái gì vậy, cái đó là cái gì vậy? Mẹ không biết cái này là gì luôn á các tiên. Bà đặt sáng ngon, sẽ bàn quá cho trời đầu. Bà nói trời cái đó vừa quá. Bà xuống đi con. Nè qua, qua coi, đi qua coi ba mua cái gì bẩn anh. Ê trời ơi. Ba mua anh về về móc cái khăn cho con. Đây một cái nè, một cái rồi mình cắt ra phải không? Cắt ra cho con một cái. Rồi còn nhiêu ba mắng đồ của ba. Rồi. Tiên coi gì con? Tiên coi gì vậy? Coi chừng bảy đồ nha con. Rồi thôi về nha. Rồi bây giờ thì các tiên mua bánh nha mọi người ha. Đó, hai bịch bánh nha. Rồi các tiên đi học mới về nè mọi người ơi. Trời ơi đổ mồ hôi hết trơn rồi. Để các tiên nay vui không? Nay được mẹ đón vui không? Ừ. Được hai bịch bánh nữa, đâu bánh đâu đưa mọi người xem ơi. Vậy với bánh luôn hả? Cái này là món quà hôm bữa ba hứa với con, con hết bệnh đó nhớ không? Nay thấy ba bệnh ba giọng ba khăn tiếng vẫn còn luôn nè, đúng không? Đâu ăn ké cũng được đâu. Đâu cục hết hả? Đó thì video của các tiên ngày hôm nay cũng xin tạm dừng nha mọi người. Hôm nay các tiên rất là ngoan nha, ngày cuối tuần vui vẻ nha mọi người ha. Để các tiên chào mọi người đi con. Chào mọi người nha. Giờ nghỉ ngơi chút xíu, rồi ba nấu nước tắm con ha. Nha. Đó còn ho đó, không tắm nước lạnh nghe chưa? Ngày đầu tháng vui vẻ nha mọi người. Bây giờ thì xin bye bye. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Bây giờ ơi. Bye.